Yo, what's up mấy bạn? Thì bữa nay là cũng là thứ tư luôn. Thì bây giờ là Trung mới ăn cơm xong, thì bây giờ là Trung sẽ phải chạy đi lên trên chỗ bưu điện EMS để Trung lấy cái thùng kiện My Protein của tháng này gửi cho Trung ha. Thì sáng nay lo ngủ quá, thành ra là khi người ta đến người ta giao hàng cho Trung á, thì họ gọi không mấy cuộc mà Trung không có nghe máy được. Thành ra là Trung bây giờ Trung phải tự đi lên trên nó lấy cái kiện hàng đó chứ không được giao như mọi khi nữa. Sáng người ta giao rồi mà ngủ quên. Và sau đó là trong ngày hôm nay là Trung cũng sẽ có một cái buổi tập giao lưu với lại một cái thằng em Dũng ở bên Mỹ nó mới về. Thì hôm nay Trung cũng sẽ đi ra phòng ngoài để tập Trung với lại nó, thì lâu lâu nó mới về thì Trung sẽ giao lưu với nó một buổi. Và Trung cũng sẽ quay vlog lại cho mấy bạn, thì hôm nay Trung sẽ tập vai ngày vai ha. Ok, thì lát nữa là Trung sẽ show cho mấy bạn xem ngày vai, và đồng thời là Trung cũng sẽ làm một cái video unboxing cái kiện hàng của tháng này. Ok, peace. Yo yo, what's up? Thì bây giờ là Trung sẽ tập vai với anh em Trung. Đã nói rồi nè, cái monster ở mày đâu rồi? Hóa giới thiệu monster. It's my monster. Pre-workout today, man. Let go, baby. Yo, what's up mấy bạn, trở lại với vlog của Trung. Thì như mấy bạn đã biết là hôm nay Trung sẽ tập vai với lại thằng em của Trung ở bên Mỹ về. Thì đây là cái thằng em mà Trung biết nó ở trên Facebook. Thì hồi xưa nó cũng có quay vlog về powerlifting, nhưng mà dạo gần đây là nó bị chấn thương nên là nó đang ngưng một thời gian. Thì bữa nay là chúng ta sẽ tập vai. Bài đầu tiên chúng ta sẽ chơi là dumbbell shoulder press. Chúng ta sẽ chơi cái cục tạ đơn. Mấy bạn nhớ warm up trước nha. Mấy bạn nhớ warm up cái rotator cuff mà Trung đã có hướng dẫn ở một số cái vlog trước. Trung có ghi là khởi động phần thân trên á, mấy bạn nhớ khởi động theo cái video đó nha. Sau đó là chúng ta sẽ tập, những cái ngày nào chúng ta tập phần thân trên, chúng ta sẽ nên có một cái thói quen khởi động theo cái video đó. Tại vì Trung thấy rằng rất là nhiều người ở Việt Nam không có thói quen khởi động trước cái ngày tập. Như vậy sẽ rất ảnh hưởng rất rất là nhiều đến cái cọng dây và cũng như là cái khớp vai của chúng ta, là cái rotator cuff đa phần sẽ bị viêm và sau đó là sẽ rất là nhức và chúng ta sẽ không có khả năng hoạt động được. Ok, cho nên là mấy bạn nhớ chú ý giúp Trung ha. Có bài đầu tiên này là Trung quay cũng tương đối là đầy đủ giữa set của Trung với lại set của nó là mấy bạn có thể gọi nó là Dan và tên thật của nó là Dũng ha. Ok, thì bài này chúng ta sẽ có 6 set, tất cả là set đầu tiên với set thứ hai. Chúng ta sẽ đi warm up hay là 15 với lại 10 rep. Thì những cái số rep mà Trung có ghi ở cái phần chạy chữ thì hy vọng mấy bạn xem, nếu như mấy bạn muốn tập theo cái ngày vai này của Trung. Thì cái ngày vai này Trung đã từng tập chung với lại với anh Vũ Tuấn rồi, thì mấy bạn chắc cũng coi video đó rồi ha. Thì nó cũng gần tương tự đó, nhưng mà Trung chỉ có thay đổi một chút thôi, không có gì nhiều hết. Đây là những cái set mà working set của Trung với nó, thì Trung có quay ở đây ha. Ok, ở cái set này nó có một chút cái đặc biệt ha, là đó là set cuối, là set 5 rep, nhưng mà nó lại có cộng thêm là 5 cái partial rep ở cuối nữa. Nên thành ra là ở sau cái set thứ năm vừa rồi là cái set nặng á, mấy bạn nên là mấy bạn hạ bớt một mức tạ xuống ha, để chúng ta đi đủ 5 rep, và sau đó chúng ta sẽ đi 5 cái partial rep nhỏ nữa ở cái bài, ở cái set cuối của cái bài này ha. Ok, sau đó là chúng ta sẽ đến với cái bài Side of the Race, mà chúng ta sẽ đi reverse drop set. Nhưng mà nói ở cái video trước á là có quay cái bài này rồi, đó là chúng ta sẽ drop set, nhưng mà chúng ta sẽ càng ngày chúng ta đi nặng lên, chúng ta không có drop mà đi nhẹ xuống ha. Thì cái này nó khá là lạ, cho nên là cái coi lên thằng Dan này nó chưa có quen. Mấy bạn lát nữa mấy bạn sẽ thấy rằng cái khúc mà nó xỉu sau cái set này ha. Cái bài này là chúng ta có 4 set tất cả ha. Chúng ta sẽ đi drop set như vậy. Thì cái đầu tiên là tất cả các set chúng ta đều đi 10 rep hết. Ý là tất cả các lần drop chúng ta đều đi 10 rep hết. Thì trong cái set, trong một set đúng không, là chúng ta sẽ drop 4 lần tất cả. Lần đầu tiên là nhẹ nè, 10 rep, lần thứ hai cũng 10 rep, lần thứ ba 10 rep, đến lần thứ tư chúng ta cũng sẽ 10 rep, nhưng mà đó là 10 rep partial ha. Như nó đang đi là mấy bạn, như đang nó đang thấy mấy bạn là nó đi partial rep á, là nó đang đi nửa rom thôi.
Ok, sau đó là mấy bạn sẽ thấy nó gục ngã. 6 7 8 9 Last one, last one. Boss. Sau đó là bài thứ ba, đó là bài Fundraise. Thì hồi bữa là Trung có fundraise nhưng mà úp tay với cái cây barbell, nhưng mà bây giờ là Trung sẽ ngửa tay với lại cái cây EZ bar. Lúc mấy bạn tập bài này thì cái tay, cái cùi chỏ mấy bạn hơi cong một chút ha, đừng có quá thẳng này, nó sẽ không có kích hoạt được cái phần vai của chúng ta. Ok, thì đó là cái bài thứ ba. Ok, ở cái bài thứ tư là bài Overhead Press, là nó cũng khá là tra tấn khi mấy bạn vừa chơi cái bài Fundraise xong nhưng mà ngửa tay, úp tay á. Thì nó cũng khá là mỏi rồi, nhưng mà đó là cái dạng như là pre-exotic, nghĩa là chúng ta sẽ làm mỏi cái phần cơ chúng ta trước một cái bài compound ha. Thì đây là Trung đang thực hiện một set thứ set đầu tiên hay sao á. Bạn có thể tập để kích hoạt cơ tốt á, thì Trung có một cái tip nhỏ, đó là mấy bạn có thể là xuống ngay tới cằm, sau đó là chúng ta sẽ lên lại ha. Như vậy thì cái phần vai chúng ta nó lúc đó là nó vuông góc và nó sẽ được kích hoạt rất là tốt. Số set số rep Trung có ghi tất cả ha, ở cái phần chạy chữ rồi nha mấy bạn. Ok. Sau đó là bài tiếp theo là bài Upright Row. Thì ở cái bài này á, Trung luôn lưu ý với mấy bạn, nó là nó sẽ tác động vào vai sau thôi chứ nó không có tác động vào cầu vai. Mục đích của bài này Trung tập là vào vai sau, thì để mà muốn nó vào vai sau thì mấy bạn nhớ là mấy bạn đưa cái phần cùi chỏ chúng ta nó cao hơn cái phần vai ha. Nhớ là cùi chỏ cao hơn phần vai. Và ở cái bài này là ở cái set cuối cùng là chúng ta sẽ có cái drop set. Nếu mấy bạn nhớ giúp Trung thì chúng ta sẽ có một cái drop set ở đây. Đó, bây giờ Trung sẽ drop tạ ra và thực hiện cho 10 rep ha. Hoặc là mấy bạn thích thì mấy bạn có thể tập đến khi nào fail thì thôi. Ok. Ok, ở bài cuối cùng đó là bài Cable Reader Fly. Thì
Cái bài này là lưu ý một chút, đó là chúng ta sẽ đi 12 full rep và chúng ta sẽ có 5 partial rep ở cuối mỗi set ha. Thì đây là có 5 set, mấy bạn nhớ là 5 partial rep nha. Cái này chúng ta đứng hơi người nó hơi chúi tới phía trước một chút thì để cái tay của chúng ta nó ra được ngang cái thân người chúng ta ha. Thì như vậy nó sẽ tác động vào vai sau chúng ta rất là tốt. Thì mấy bạn tập xong mấy bạn sẽ cảm nhận rằng cái vai sau chúng ta nó u lên nguyên một cục luôn. Cái thì đó là cái ngày vai của chung với lại thằng Dan. Hy vọng mấy bạn thích cái video này. Và tiếp theo là chung sẽ có một cái video unboxing về cái thùng hàng tháng này cho mấy bạn xem ha. Ok. Và sẽ xem thùng hàng tháng này có gì ha. Peace. Xem tin nhắn nhé. Yo, what's up? Thì chung mới đi tập về. Thì như mấy bạn cũng mới coi cái lúc mà chung tập với thằng em chung á là vừa rồi ha. Chung mới tập về thì khá là mệt, mới uống 2 scoop whey xong. Ok, thì bây giờ là chung sẽ kiếm cái gì đó ăn. Nhưng mà trước khi kiếm cái gì đó ăn thì chung sẽ làm một cái video unboxing nhẹ. Thì đây là cái thùng hàng mà lúc nãy chung đi lấy về ha. Mới lấy ở trên chỗ ba vị EMS về. Thì đây ha, đây là cái thùng nhỏ hơn cái thùng lần hôm bữa. Nhưng mà chung chỉ có một số thắc mắc là hồi bữa chung có yêu cầu những cái sản phẩm mà chung cần á. Nhưng mà đợt này hình như là cái anh đó anh quên hay sao á, ảnh đưa thiếu. Nhưng mà hôm sau vẫn có những cái sản phẩm rất là hay chờ để quay cho mấy bạn xem. Ok, bây giờ thì chung sẽ mở cái box ra. Yo, what's up? Bây giờ chung sẽ mở cái thùng macrotein này ra ha. Đợt này thì nó có vẻ nhẹ hơn cái đợt trước, nhưng mà hình như là cảm thấy là nó hơi thiếu gì đó. Nhưng mà để mở ra xem bên trong này có cái gì ha. Thì ở trên này là có ghi rồi, nhưng mà chúng sẽ mở cho các bạn xem ở trong này có cái gì. Thì các bạn thông cảm là chúng mấy tập về đầu tóc nó cũng hơi lộn xộn với lại con mạch đồ tập. Tại vì là lát nữa là chúng sẽ có một việc rất là gấp đi, thành ra là chúng sẽ unbox luôn. Tại vì tối nay chúng khá là bận, chúng không có thể quay video được. Bây giờ chúng sẽ quay luôn cái video cho mấy bạn, sau đó mới đi tắm. Ok, cùng coi bên trong có gì ha. Bro. Thì đây là vẫn là những cái voucher ở bên Anh thì không có thể áp dụng ở Việt Nam được. Là mấy cái đồ gia dụng ha, không có gì hết, mới là mấy cái voucher. Vẫn là những cái bịch, má nó đặt cái bịch tu lô. Cái bịch mà nó cũng không tha nữa. Bịch này là để giữ đồ lại á. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu với cái gì đấy. Chúng ta cần những phẩm gì không? Ok, hết rồi. Hết. Thì sản phẩm đầu tiên. Oh shit. Đó là hũ Alpha Men 120 viên. Thì chung có cái hũ Alpha Men 240 viên rồi. Thì chung vẫn đang sử dụng. Thì đây là họ sẽ gửi thêm chung cái hũ Alpha Men do chung yêu cầu ha. Nhưng cái này là cái size nhỏ hơn ha. Thì cái này cũng có thể gọi là multivitamin, có nghĩa là những cái vitamin tổng hợp kết hợp với nhau vào trong cái hũ này, là thành cái hũ Alpha Men. Mấy bạn nên uống 2 viên vào buổi sáng, trong chúng ta ăn sáng ha. Và nếu mấy bạn có điều kiện, mấy bạn uống thêm là 2 viên vào buổi tối ha. Là 4 viên, serving size là 4 viên. Ok, thì 120 viên. Ok, tiếp theo sẽ là hũ Omega 3. Nhưng mà cái này hình như là gửi buồn cho chung hay sao. Tại vì là đợt trước có cái hũ Omega 3, hiện tại là chung vẫn còn đang rất là nhiều, hũ 250 viên. Nhưng mà đây là thêm 90 viên nữa ha. Thì trong này là có 300g Omega 3 ha. Là sẽ có 180 EVA và 120 GXA. Thì cái tip mà để mấy bạn lựa dầu cá đó, thì mấy bạn sẽ coi là cái hai cái thành phần EVA và GXA xem nó có cao hay không. Nếu cao thì đó là cái loại dầu cá mắc tiền, nó có chứa những cái hàm lượng rất là tốt, đó là EVA và GXA. Còn những cái dầu cá, ví dụ như họ ghi 1g dầu cá nhưng mà trong đó toàn là những cái linh tinh, những cái ấy chứ không phải là EVA và GXA á, thì nó sẽ không tốt ha. Thì đây là hũ dầu cá của mình đầu tiên là có 180 EVA và 120 GXA, tổng là 300mg. Những ngày chúng ta uống 3 viên ha, có 90 viên tổng cộng. Mỗi lần uống 1 viên thôi, uống 3 lần trong ngày, nghĩa là 3 viên. Ok. Yo. Đây là hàng rất là đẹp.
Đợt này về rất là đẹp, không bị hải quan kiểm tra nha mấy bạn, nhưng không bị kiểm tra. Ok, thì đây là cái BC, cái loại BCAA 411 ha. Nó khác với cái BCAA bình thường, BCAA bình thường là 211. Thì nhưng mà nó chia khác cái loại BCAA này. Thì BCAA thì cái thành phần nó tốt hơn là 411. Và nó sẽ chia về cái leucine, isoleucine và valine nó cao hơn cái loại kia. Nên là cái loại này nó BCAA thì tác dụng vẫn như mấy bạn vẫn biết đó. Thì nó vẫn vậy thôi, nhưng mà nó chia cái thành phần cao hơn, nó sẽ có hiệu quả tối ưu hơn ha. Thì đây là cái loại 411, mùi Berry Plus. Thì chung sẽ review cho các bạn sau. Đây là BCA. Glutamine. Đây là cái bịch glutamine 500g. Thì hồi trước có cái đợt lần thứ hai đó là chung có unbox cái hộp một cái bịch L-glutamine mùi orange ha. Thì đây là mùi tropical storm, là mùi nhiệt đới, mùi nhiệt đới bão, không hiểu luôn. Nhưng mà chắc là cái mùi nó sẽ rất là ngon ha. Còn cái mùi orange rất là dễ uống, các bạn thích mùi orange của MyProtein thì đó là một trong những cái mùi rất là dễ uống. Thì L-glutamine ha, chúng ta sẽ uống cái này có nhiều cách uống lắm. Mấy bạn sáng ngủ dậy uống chung với whey cũng được. Mấy bạn có thể mix với lại BCAA, mix với lại cái loại BCAA này trong lúc tập. Trong lúc tập cũng rất là tốt luôn ha, đó là intra-workout. Và sau đó là mấy bạn cũng có thể uống cái này với lại whey protein vào sau tập, tùy mấy bạn lựa chọn thôi ha. Nó sẽ giúp cho chúng ta phục hồi cơ rất là tốt. Đây là L-glutamine. Ok, thì đây là một cái túi, cái này gọi là cái raw string bag. Là raw string là cái túi rút á, túi rút của MyProtein ha. Thì đây là màu đen rất là đẹp, màu đen. Đây là cái bịch, đây là cái sản phẩm cuối cùng của cái thùng ha. Thì đó là bịch MyProtein Impact Whey Diet. Yeah, hết rồi ha. Trong này hết rồi. Yo, thì trong này là bịch Impact Diet Whey. Nó là khác với lại cái Impact Whey Concentrate này, nó khác với lại Impact Whey Isolate luôn ha. Và cái mùi này là mùi Cookie and Cream 2,5 kg ha. Thì các bạn có thể thấy, là Trung vẫn còn đang sử dụng cái Impact Whey Isolate này là mùi Chocolate Brownie, là cái đợt vừa rồi luôn á. Cái đợt vừa rồi là Trung mới nhận được, Trung vẫn còn đang uống ha, được nửa bịch rồi. Thì Trung sẽ nhận thêm một cái bịch tiếp theo nữa là bịch Impact Whey Diet Whey. Diet là nó sẽ dùng trong cái, Trung nghĩ cái này là chúng ta có thể dùng được trong cái mùa mà chúng ta cutting ha, rất là tốt. Sau thì Trung muốn yêu cầu cái sản phẩm thử của cái này ha, xem nó khác gì cái loại bình thường. Cho nên là Trung muốn sử dụng để cho mấy bạn biết, nó rất là tốt luôn. Trung thấy cái thành phần nó có cái lượng protein khá là cao. Ok, thì trong này là cái muỗng của nó chắc cũng vậy, nhưng mà trong này chúng ta cái thành phần trong này ha, là trong 60g là chúng ta sẽ có được 37g protein. 60g một cái muỗng bột 60g là được 37g protein ha. Rồi 1,1g fat, 7g carb. 7g carb này. Rồi 0,24g muối, và chúng ta sẽ có thêm L-glutamine ở trong này luôn. 1,1g L-glutamine. Và chúng ta sẽ có thêm những cái thành phần rất là mới, đó là green tea extract. Đó là cái trà xanh mà nó chiết xuất á, thì là chúng ta được 108g. Thì đó là một trong những cái thành phần mà giúp cho chúng ta giảm cân. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm CLA powder. Mấy bạn cũng biết CLA cũng có, đó là một trong những cái loại mà fatty acid á, là những cái loại chất béo tốt á, thì cũng có 520g ở trong này ha. Và chúng ta sẽ đó là cái thành phần của cái Impact Whey Diet này, rất là mới ha. Mấy bạn chắc chưa bao giờ nghe về Impact Whey Diet ha. Bạn thường đa số mấy bạn biết là Isolate, Concentrate, nhưng mà cái dòng này là dòng khá là hay của MyProtein. Ok, thì that's it. Đó là mấy cái sản phẩm này, là mấy cái sản phẩm đợt này mà Trung nhận được. Ok, thì đây là Impact Whey Diet, L-glutamine, BCAA, Omega 3 và Alpha Men, và một cái túi raw string, và một cái túi raw string của MyProtein. Ok, thì đó là cái kiện hàng mà MyProtein gửi cho Trung tháng này ha. Ok, hy vọng các bạn thích cái video này, nhớ like, share và subscribe cho Trung ha. Bruh.